cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi. Nếu mà hay thì nhớ bấm nút like để động viên mình. Cũng đăng ký kênh với các bạn chưa đăng ký để kết nối với Yêu Hoa Hồng thường xuyên. Xin cảm ơn.